chị đến với kênh bếp của Quỳnh nha. Hôm nay Quỳnh sẽ vào bếp và làm món là ruột khiến nước dừa. Mọi người cùng vào bếp với Quỳnh nhé. Khìa cái này mà không có nước dừa thì đâu còn gọi là khìa dừa nữa. Khìa nước lã ha. Không, phải có dừa nó mới ngon vậy. Cái nó lên màu đẹp thôi. Thank you.
món ruột khía nước dừa hôm nay của Quỳnh. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Món này mọi người có thể khía cùng với bao tử nha mọi người. Bao tử với ruột heo á, mình khía cùng nhau ăn rất là ngon luôn. Quỳnh thử một miếng nha cả nhà. Nó mềm rồi này.